Xin chào quý vị các bạn. Hiện tại thì khối khí lạnh đang bao trùm lên toàn bộ các tỉnh thành Bắc Bộ và cả Bắc Trung Bộ. Dự báo trong ngày và đêm nay, thời tiết tại khu vực nhìn chung không biến đổi quá nhiều so với 24 giờ trước đó. Trời vẫn tiếp tục rét sâu về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động trong khoảng từ 13 đến 16 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi cao, nhiệt độ có thể hạ xuống dưới ngưỡng 11 độ. Tuy rét vào đêm và sáng sớm, nhưng vào ban ngày thì trời vẫn hứng nắng và trời sẽ ấm áp hơn bởi nhiệt độ sẽ tăng lên mức là từ 21 đến 24 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc, nhiệt độ có thể lên tới trên 25 độ. Đồng thời, vào thời điểm ban trưa, độ ẩm giảm xuống thấp, giao động từ 55 đến 60%. Quý vị nên lưu ý cung cấp đầy đủ nước và khoáng chất để giữ cho làn da không bị khô nứt. Theo như nhận định của các chuyên gia thời tiết, từ ngày 15 thì khối khí lạnh sẽ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông, do đó trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, kèm sương mù nhiều nơi. Đồng thời mưa nhỏ có thể xuất hiện lác đác, nhất là ở tại khu vực ven biển phía đông. Độ ẩm vì thế cũng có xu hướng tăng dần. Không khí lạnh kèm theo gió đông bắc vẫn sẽ là tác nhân chính gây mưa cho các tỉnh dọc ven biển trung bộ và mưa sẽ tập trung ở tại khu vực từ Quảng Bình cho đến Khánh Hòa, lượng mưa được dự báo là không nhiều, chủ yếu là dưới 15 mm. Thời điểm xảy ra mưa là vào đêm và sáng sớm nên không ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động thường nhật của người dân. Các tỉnh còn lại của Trung Bộ có mưa ở vài nơi vào thời điểm sáng sớm, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay cũng như một đến 2 ngày tới, thời tiết vẫn ổn định, phổ biến ít mưa, trời có nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất ở tại Tây Nguyên dao động từ 26 đến 29 độ, ở Nam Bộ là khoảng 30 đến 33 độ. Ban đêm trời vẫn rét nhẹ ở tại Tây Nguyên, nhiệt độ hạ xuống mức là 15-18 độ, ở tại Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22 đến 25 độ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, Nằm trong khối khí lạnh có cường độ ổn định nên thời tiết ở tại thủ đô Hà Nội trong hôm nay vẫn không có khác biệt nhiều so với ngày làm việc đầu tuần. Trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm trên toàn khu vực. Nhiệt độ thời điểm này vẫn duy trì ở mức thấp từ 13 cho đến 15 độ. Sau đó nhiệt độ sẽ tăng dần lên cao nhất là từ 21 cho đến 23 độ vào thời điểm trưa chiều. Kèm theo nắng, vì vậy sẽ có cảm giác ấm áp. Càng về chiều nhiệt độ sẽ càng giảm nhanh. Mặc dù rét sâu nhưng tiết trời khá khô giáo sẽ rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời diễn ra trong ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 này. Đến với thành phố cảng Hải Phòng, thời tiết trong hôm nay cũng tương tự như thời tiết ở tại thủ đô Hà Nội. Trời hứng nắng vào thời điểm trưa chiều nhưng vẫn còn rét về đêm và sáng sớm và hầu như không nơi nào có mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tại thành phố là khoảng 20 đến 22 độ, còn thấp nhất về đêm dao động từ 13 đến 15 độ. Thời tiết khô giáo nên rất thuận lợi cho các hoạt động hong phơi, chế biến hải sản của bà con. Nằm trong xu thế tại các tỉnh thành Bắc Trung Bộ, do chịu sự kết hợp của địa hình chắn gió, kết hợp với khối khí lạnh, nên thành phố Vinh vẫn duy trì trời nhiều mây, có lúc có mưa vào thời điểm sáng sớm, với lượng không nhiều. Do trời nhiều mây, vì vậy nhiệt độ cao nhất tại đây sẽ không vượt quá ngưỡng là 21 độ, về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống còn khoảng 16-17 độ. Trên biển thì gió đông bắc vẫn duy trì cường độ mạnh gây biển động, tàu thuyền cần phải hạn chế ra khơi xa để đảm bảo an toàn. Thành phố Đà Nẵng vẫn chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc mạnh kết hợp với yếu tố địa hình nên mưa vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều tại các khu vực của thành phố. Mưa đã kéo dài nhiều ngày nay, vì vậy nền nhiệt độ ở đây không quá cao. Dự báo trưa nay nhiệt độ ở tại thành phố sẽ không vượt quá 25 độ, với đêm giảm xuống mức là từ 18 đến 20 độ, trời lạnh. Nếu có lưu thông vào thời điểm này thì quý vị nên lưu ý mặc áo khoác ấm và mang theo áo mưa đề phòng bị nhiễm lạnh ảnh hưởng tới sức khỏe. Đến với cao nguyên Lâm Đồng, quý vị muốn trải nghiệm du lịch ngắn ngày thì thành phố Đà Lạt là một địa điểm khá lý tưởng bởi thời tiết ổn định. Theo các chuyên gia nhận định, trong hôm nay cũng như vài ngày tới, thời tiết ở tại đây khá khô giáo và có nắng, với nền nhiệt độ cao nhất là khoảng 23 độ, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời như là đạp xe, leo núi, đi bộ của du khách. Tuy nhiên, về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống mức là 14 độ C, trời chuyển rét. Đến với thành phố mang tên Bắc, thời tiết ngày hôm nay vẫn duy trì trạng thái ổn định, không có tiết trời rét như miền Bắc hay là mưa nhiều như ở Trung Trung Bộ. Trong ngày hôm nay, thời tiết ở tại thành phố Hồ Chí Minh khô giáo và có nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-33 độ. Chiều tối nhiệt độ giảm dần, tiết trời mát mẻ hơn nên sẽ rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí của người dân trong ngày lễ Valentine 14 tháng 2 này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC 14. Xin chào và hẹn gặp lại!